các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 4. Bị bón. 2 tiếng một lần, nhai một muỗng cà phê muối mè rang. Và trước khi ngủ, nhai 4 muỗng cà phê muối mè rang, nhai đến lúc không còn mặn mới được nuốt, khoảng 5 phút. Ha ha ha, 问什么的说。